Chào các bạn đã quay lại với kênh Điện Tổng Hợp của mình. Hôm nay ở cái video này thì mình cùng các bạn sẽ đi chế một cái quạt chạy ắc quy và chạy ắc quy 12V. Mùa nóng như này mà mất điện không có quạt thì không thể chịu nổi. Đêm qua đang ngủ ngon thì mất điện, nóng quá nên là sáng nay mình quyết định phải đi kiếm đồ về chế lấy một cái quạt. Đây, sáng nay mình có ra bãi Đồng Nát lấy lại được một ít đồ này, một cái chân quạt này, lồng lồng cánh này, motor này, lấy được hai cái motor để chế quạt đây. Đây, may quá một cái motor nó có luôn sẵn cái đầu đầu nối để cắm quạt này, đầu chế để cắm cánh quạt, không biết nó còn chạy không, còn con này còn. Đây, một cái giá để quạt đây. Với cái quạt này mình sẽ chạy với cái ắc quy 12V. Đây là cái bình ắc quy mình mới tháo xe máy ra. Đây, khi nào mất điện thì mình sẽ tháo ắc quy ra để dùng thùng tạ. Một cái ắc quy này chắc nó chạy được tầm 3 4 tiếng thoải mái cho trong thời gian mất điện. Giờ mình sẽ hàn thử xem cái con motor này còn sống không. Hàn thử và đổ và ắc quy xem motor nó còn sống không. Sáng nay ra mấy cái bãi đồng nát là nắng phát các bạn, nhưng mà sợ tối nay đây, tối nay nó lại mất điện tiếp nên là nắng cũng cố phải đi. Các bạn biết mình lấy cái chỗ này hết bao tiền không? Cả chân, cả cánh, cả lồng, cả motor hết có 10.000 các bạn, mất công đi thôi chứ còn tiền thì không đáng là bao. Buộc cái túi bấm ở đây cho các bạn nhìn rõ xem motor có quay không nhé, và tốc độ của motor thế nào. Mùa nắng này mình khuyên các bạn là nên chế lên một cái để dự phòng. Thì lúc mất điện thì mình người lớn còn đang khó, nhất là nhà có trẻ con thì không thể chịu được đâu ạ. Em thử. Quay rất tí các bạn, các bạn nhìn rõ. Hay quá, cái motor này vẫn còn sống. Đấy, mình lắp luôn. Đây là cái giá để bắt gái motor vào đấy. Mình sẽ bắt nó lên này. Tìm mãi mới được cái giá này ạ. Các bạn không có cái này thì các bạn có thể chế bằng nhựa hoặc cái gì để gắn cái motor lên là được. Ốc biết mình đã chuẩn bị sẵn để không đỡ tốn mất thời gian của các bạn. Thank you.
chứa 10.000 và một chút thời gian lắp ráp sẽ có được kết quả chạy lúc mất điện. Thế này thì không sợ nữa rồi, không mất điện thì vẫn ngon. Mình sẽ gắn cái cánh quạt này, đây cái trục này nó vừa bằng cái lỗ đó, lỗ trục cánh quạt luôn. Đó, lắp vào đấu điện thử xem nó quay mạnh nhá. Mát lắm các bạn. Rất mát đấy ạ. Mình đổ mát luôn cái lòng này vào. Lát nữa mình sẽ đi kiếm một cái nắp, nắp đít quẹt để lắp vào đây cho nó đẹp, và sẽ luồn dây xuống dưới đây, luồn dây theo cái cổ này để xuống dưới đây cho nó gọn. Và sẽ kiếm thêm hai kẹp, hai đầu để kẹp vào ắc quy. Như vậy chỉ với 10.000 và chưa đầy 5 phút mình đã có một cái quẹt để dùng lúc mất điện. Còn ắc quy thì bạn có thể tận dụng tháo ở xe máy ra để dùng tạm, khi nào có điện thì lại lắp vào. Đây, nó rất đơn giản. Các bạn phải đấu đúng chiều nha. Đấu đúng chiều thì nó mát ạ. Đấu ngược chiều thì quạt sẽ mát ở đằng sau, thì sẽ ngồi đằng sau quạt. Đây, mát ạ. Gió rất mạnh. Bạn thấy không? Gió mạnh nhá bạn. Đấy. Đêm nay thì không sợ mất điện rồi. Như vậy là mình đã hoàn thành được một cái quạt chạy ắc quy chỉ với 10.000 đồng và 5 phút lắp ráp. Đây, hiện tại là mình vẫn đang thử một motor này nhá. Bạn nào có nhu cầu mà gần mình thì qua mình cho. Các bạn thấy video của mình hay và có ích thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình ra các video tiếp theo. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.